Rồi buông. Ơi. Rồi nó không bày mày. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Nổi rồi, tao không biết đâu. Bay mình lên luôn ba. Đâu con diều nào? Đâu vành thử demo coi. Thôi á giao cho chị anh em nha. Chắc người ta nhìn mình dữ lắm nha, tại diều bự quá. Bự quá hả? Đi cây thôi là biết rồi. Diều máy bay cho anh em đi. À, khiếp chưa, bự cho bá luôn. Con diều này thì nó bay khỏi nói luôn. Khỏi nỉ gì chưa? Lên trên nó chỉ có đứng sững thôi. Lên là lộn. Mà họ không biết. Nó bị nén gì thôi. Số tôi là hả, diều nó bị nén rồi đó, giờ tôi mua diều làm nén. Ngồi mày cuốn nha, mười cuồng mày cuốn nha, tao không có biết đâu. Gì? Cái gì quá. Lên luôn, gió luôn đó. Gió luôn đó, có gió luôn đó. Xong rồi thả vô bụi cây. Thế chịu rồi chứ, biết sao giờ. Nè, máy bay ngồi bay vô dướng vàng đâu. Cứ phải tôi đánh tôi mới ra. Chả là ông chồng luôn. Chịu sao không quá trời. Rồi. Con gái mẹ đây. Đây cùng thứ ba nha. Mình phải tuốt trên trời luôn, mình phải khát bọt nè. Ơi. Rồi. Sợ buông cái anh vuột tay cái này. Đứt dây không đứt đó mày ơi. Chạy không đứt thiệt. Không đứt đâu. Cái này mà lên trên không đứt đâu, mày cũng ngu. Mới có ba cuồng nè. Diều này không có được nè. Không có được. Hai con tay vô á, cho nó xây. Xây không nổi mà. Không đứt đâu. Mày mua dây gì vậy trời? Tới từ từ. Cả ngoài cảm dính bất khử á. Được. Bất khử coi đứt không? Cầm đi. Cầm mấy chân nha. Tiếp chứ, tiếp tới nẻo là được. Từ buông nhẹ nhẹ buông từ từ. Ba này giỡn hoài. Cái coi nhìn mẹ hơn là được nhân nhiều hơn. Diều mình sẽ lên tút ở trên trời luôn. Măng diều ma rồi. Má diều cũng nén rồi nữa. Giờ ê quý, nó quặn diều mình dướng thì sao giờ? Mình cưa mà ăn diều nó luôn. Diều mình đứt. Diều nó đứt. Nè, không thể nào mà kéo được nữa rồi. Diều mình dây căng lắm. Không thể nào mà kéo được nữa rồi. Thêm một cồn nữa. Rồi, bây giờ buông ra tao đứt tay. Gán đi. Đỏ không? Đỏ không? Đỏ tay không? Quấn đi. Quấn đi. 1, 2, 3. Rồi. Có chết rồi. Để cho tao phúi thanh. Vậy mày cự. Gì vậy? Không tháng ngày vậy? Gì của mày hả? Nó chảy vô khoang luôn rồi. Đó giờ tao chúng ta ban nó chưa nè. Tay mình sao chịu nổi. Sao? Đứt luôn á. Nha, chuẩn bị buông nha. 1. Trời ơi trời. Gì vậy? Kìa, buông dao. Chăn nhấp luôn. Chăn nhấp luôn trời. Chảy máu rồi. Mình sao chịu nổi. Sao?
Thì bây giờ hả dị chán quá anh em ơi. Tôi cuộc vô cái bàn, tôi hả coi nó có bay cái bàn hay không nha anh em. Rồi mày kéo thử cho anh em coi coi nó nặng sao. Sao? Nặng không? Không được. Lấy đứt tay nè. Rồi buộc vô bàn đi, bây giờ buộc vô bàn đi. Đây mà bay cái bàn ta làm sao? Bay đền á, không biết người ta chịu đền không quá. Nè, bay chuẩn bị chụp nha. Nhiều cùng chay 6 cùng rồi. Nhiều cùng. Quấn đi luôn không? Tao nghĩ nó bay cái bàn lên luôn quá mày ơi. Mày nghĩ bay không quý? Bay hả? Bay cái bàn á, bay cái bàn. Gì? Bay hiệp ơi, quá đặng ra tôi đi. Mày chụp nha. Thằng này là gì biết không? Bao thanh thiên miếng vui. Mày nghĩ nó bay không? Nghe. Không nghĩ nó bay cái bàn mày ơi. Bay cái bàn xiên. Bay không? Mày cảm giác nó bay không? Cảm giác nó bay không? Rồi nè, rồi rồi. Xích gần sao đi, xích gần sao đi. Một hàng đằng trước, một hàng đằng sau, một hàng đằng trước. Hả? What the hell? Để cho cứu vậy. Rồi. Ơi có gì đâu chứ mối. Trời ơi trời. Nè mối 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 nè nè. Ui anh chụp nè. Chụp. À, nó không lên, nó không lên nè. Nó không lên mẹ ơi. Nó bay. Dướng con diều người ta rồi. Nó quằn dây lại. Tao nghĩ là cuộc cái hem cái ghế nữa mẹ ơi. Cái này là nó bay luôn á. Mày để ở dưới đất đó quý, đừng có để lên cao nó bay á, để dưới đất cho tà nó tự bay lên nè. Rồi buông. Ê. Ờ, nó không bay mày. Nó không bay. Chưa. Lỗ đâu. Anh em thấy tôi có sức mạnh đâu, tôi chọi ghế cao đây. Đây bạn. Đây bạn. Đây bạn. Đây bạn, chơi. Ừ. 2 3. Nhanh. Chạy lên cối luôn. Chết luôn rồi. Chạy té. Rồi. Nè quá cũng có nè. Bây giờ mình để nhiều đây đi, mình cột vô cây đi, không ấy thôi, mình thả tiếp. Rồi thì cuối cùng cũng 8-9 giờ tới nha anh em. Thì tôi mới quấn được con diều mà nó mới tới đây à. Đó là trời nó nặng muốn chết vậy anh em ơi. Rồi tôi lại đó tôi cho anh em coi nha, diều quả chuẩn lắm. Thì sao mà ấy thì đau dở lên nha. Diều nó bự nghe em nè. Rồi bây giờ let's go thôi anh em ơi. Mệt quá trời. Đông dữ vậy. Đi đây. Giờ phố cái gì vậy trời. Định vậy. Cái này ghét nhiều hơn trời. Con này nó lo mấy con kia thôi. Đâu nào. Đó con bự cho nó coi. Đây chiếu không có. Chớp rồi nha. Mày cắm xuống nè. Nè nè cắm xuống nè. Cắm xuống là chụp luôn.